Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin trong nước và quốc tế của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Bản tin hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Chính phủ phê duyệt chiến lược chuyển đổi số báo chí. Gói 120.000 tỷ đồng kích cầu thị trường bất động sản. Một bình luận quốc tế với chủ đề nước Anh và CPTPP bước đi cùng thắng. Thưa quý vị, ngày 6 tháng 4, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký quyết định số 348/QĐTTG phê duyệt chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Mục tiêu đến năm 2030, 100% cơ quan báo chí đưa nội dung lên các nền tảng số, 90% cơ quan báo chí sử dụng nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động. 100% cơ quan báo chí hoạt động vận hành mô hình tòa soạn hội tụ và các mô hình phù hợp với sự phát triển của khoa học, công nghệ, tiên tiến trên thế giới, sản xuất nội dung theo các xu hướng báo chí số. Các cơ quan báo chí tối ưu hóa nguồn thu, trong đó 50% cơ quan báo chí tăng doanh thu tối thiểu 20%. Tổng cục Thống kê cho biết, quý một vừa qua, tình trạng doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng tiếp diễn, dẫn đến hàng trăm nghìn người lao động bị giảm giờ làm, mất việc. 3 tháng đầu năm, cả nước có gần 150.000 lao động mất việc, gần 300.000 người bị giãn việc, số lao động mất việc, thiếu việc làm ở vùng Đông Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh lại tăng lên. Trong đó tập trung đa số 55,2% ở các lao động thuộc các ngành dệt may, nhóm da dày, sản xuất linh kiện và sản phẩm điện tử chiếm tỷ trọng tương ứng là 19,5%, 18,6% và 17%. Liên quan đến công tác tìm kiếm cứu hộ trực thăng gặp nạn trên vịnh Hạ Long, sau 2 ngày tìm kiếm, đến khoảng 8 giờ sáng nay, mùng 7 tháng 4, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng. Trước đó, thi thể của nam phi công và ba nạn nhân khác đã được các lực lượng tìm thấy trong đêm mùng 5 và mùng 6 tháng 4. Các bộ phận cơ bản của chiếc trực thăng Bell 505 đã được tìm thấy và đang tiếp tục trục vớt khỏi đáy biển, đưa về đất liền phục vụ công tác điều tra. Trong đêm mùng 6 tháng 4 và sáng sớm mùng 7 tháng 4, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tăng cường tìm kiếm. Đến khoảng 8 giờ ngày mùng 7 tháng 4, thi thể của nạn nhân thứ 5 trong vụ tai nạn đã được tìm thấy. Ngân hàng nhà nước đã chính thức công bố đối tượng và các điều kiện cho vay của gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo nghị quyết 33 của chính phủ. Cùng với mục đích hỗ trợ chủ đầu tư, người mua nhà thu nhập thấp, thì gói tín dụng này còn được đánh giá là tín hiệu tích cực cho thị trường bất động sản. Nửa tháng sau khi chính phủ ban hành nghị quyết 33 về các chính sách tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, Ngân hàng Nhà nước đã chính thức có văn bản hướng dẫn tới 4 ngân hàng thương mại nhà nước thực hiện gói cho vay 120.000 tỷ. Về lãi suất thì theo chỉ đạo của nghị quyết của chính phủ thì lãi suất sẽ thấp hơn lãi suất cho vay thông thường của 4 ngân hàng thương mại. Thì ngân hàng Nhà nước cũng xác định luôn trong cái kỳ này tức là lãi suất sẽ thay đổi 6 tháng một lần. Theo chương trình, chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được vay vốn tại gói 120.000 tỷ một lần, lãi suất ưu đãi 3 năm. Người mua nhà được vay để mua một căn hộ, lãi suất ưu đãi 5 năm. Thời hạn giải ngân của chương trình đến khi doanh số giải ngân đạt 120.000 tỷ đồng nhưng không quá ngày 31 tháng 12, 2030. Gói cho vay được kỳ vọng sẽ kích cầu thị trường bất động sản. Chúng ta kích cầu được tiêu dùng và chúng ta có những sản phẩm hướng về nhu cầu thật và chúng ta có những cái cơ chế về mặt tín dụng để hỗ trợ cho những người có nhu cầu thật, những người mua căn nhà đầu tiên, những người mua cái loại nhà mà có mức giá khoảng 2 tỷ đồng một căn hộ trở lại thì chúng ta sẽ giúp cho thị trường động sản phục hồi và tăng trưởng trở lại. Cùng với gói 120.000 tỷ của bốn ngân hàng thương mại nhà nước, các ngân hàng cổ phần cũng đưa ra những gói cho vay hỗ trợ người mua nhà trong ngắn hạn. Chuyển sang các tin tức quốc tế, Bộ Nội vụ Pháp cho biết, ngày 6 tháng 4, khoảng 570.000 người đã xuống đường trong làn sóng biểu tình mới nhất phản đối cải cách chế độ hưu trí, giảm mạnh so với con số 740.000 người của tuần trước. Tuy nhiên, con số được công bố chính thức là 93.000 người, thấp hơn so với con số mà các nhà tổ chức biểu tình đưa ra. Các nghiệp đoàn trước đó dự kiến tiến hành cuộc bãi công quy mô lớn ngày thứ 11 kể từ tháng 1 vừa qua. Tuy nhiên, phong trào biểu tình có dấu hiệu đi xuống. Hệ thống tàu điện ngầm của Paris ít bị gián đoạn và chỉ 25% số chuyến tàu cao tốc trên cả nước bị hủy. Một báo cáo về giá lương thực thực phẩm của Canada năm 2023 do Đại học Dalhousie thực hiện cho thấy người dân nước này sẽ không sớm thoát khỏi tình trạng giá lương thực tăng cao. Đồng thời dự báo chi phí sinh hoạt của một gia đình trung bình 4 người vào năm 2023 sẽ đắt hơn 1.000 CAD, tương đương khoảng hơn 740 đô la Mỹ. Như vậy là sau một năm giá cả tăng chóng mặt thì người dân Canada sẽ chứng kiến giá lương thực thực phẩm tăng thêm từ 5 đến 7% trong năm 2023. Giá lương thực thực phẩm tăng mạnh nhất dự kiến ở các mặt hàng rau, sữa và thịt. Giá rau được dự đoán sẽ tăng từ 6 đến 8% vào năm 2023, mức tăng giá lớn nhất đối với bất kỳ loại thực phẩm nào thay đổi nhỏ nhất dự kiến là ở trái cây với mức tăng giá ước tính từ 3 đến 5%. Ở cấp độ vĩ mô, các yếu tố như biến đổi khí hậu, rủi ro địa chính trị, chi phí năng lượng và lạm phát dự kiến sẽ có tác động rất lớn trong việc đẩy giá lương thực lên cao vào năm 2023. Chính phủ Colombia đang đẩy nhanh việc sơ tán khoảng 2.500 hộ gia đình sống gần núi lửa Nevado, Del Ruiz, hiện đang được cơ quan chức năng giám sát do có nguy cơ phun trào chính phủ Colombia đã nâng mức cảnh báo núi lửa lên màu cam trong bối cảnh Cơ quan chức năng xác định ngọn núi này có nguy cơ phun trào trong tuần tới sau khi phát hiện địa chấn gia tăng tại khu vực núi lửa. Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã chỉ thị lực lượng chức năng đẩy nhanh công tác sơ tán người dân. Tuy nhiên vẫn có một số cư dân, bao gồm cả những gia đình sống sót sau vụ Nevado de Ruiz phun trào tàn phá năm 1985 từ chối sơ tán. tiếp tục chương trình là mục bình luận quốc tế. Thưa quý vị, ngày 31 tháng 3, Vương quốc Anh được chấp nhận tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là CPTPP. Anh trở thành thành viên thứ 12 và là thành viên mới đầu tiên được kết nạp kể từ khi khối liên minh này được thành lập. Các chuyên gia đánh giá, gia nhập CPTPP được coi là thành tựu thương mại lớn nhất của Vương quốc Anh kể từ khi rời EU vào tháng 1 năm 2020. Bên cạnh đó, điều này cũng đem lại lợi ích cho các thành viên, đưa CPTPP trở thành hiệp định toàn cầu. Mục bình luận quốc tế hôm nay mời quý vị cùng tìm hiểu vấn đề này. Việc anh tham gia CPTPP được đánh giá là một bước trong chiến lược xoay trục hậu Brexit Thủ tướng Anh Rishi Sunak khẳng định, việc tham gia khối thương mại CPTPP đưa quốc gia Anh trở thành trung tâm của một nhóm các nền kinh tế Thái Bình Dương năng động và phát triển, là quốc gia châu Âu đầu tiên và cũng là thành viên mới đầu tiên kể từ khi CPTPP ra đời. Đây được xem là chiến thắng quan trọng của chính quyền Thủ tướng Sunak với ý nghĩa lớn về cả kinh tế lẫn chính trị. Về kinh tế, Hiệp định giúp Anh mở rộng cơ hội tăng trưởng khi nền kinh tế Anh đang trong tình trạng suy giảm mạnh kể từ đầu năm 2022 do tác động của Brexit, dịch COVID-19 cũng như xung đột Nga-Ukraine. Tư cách thành viên của cửa ngõ để Anh hội nhập Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, khu vực chiếm 60% dân số thế giới và được dự đoán sẽ chiếm phần lớn tăng trưởng toàn cầu trong tương lai. Với CPTPP, Anh ước tính được hưởng lợi 1,8 tỷ bảng trong khoảng một thập niên. Chính phủ Anh cho rằng hiệp định sẽ tạo ra lợi ích lâu dài cho cả Anh và các nước thành viên. Giá trị thương mại của CPTPP sẽ tăng lên mức 15% tổng sản phẩm quốc nội GDP toàn cầu so với 13% hiện nay. Về chính trị, sau thỏa thuận lịch sử khuôn khổ Windsor, việc đạt được thỏa thuận CPTPP là dấu ấn quan trọng tiếp theo đối với chính quyền của Thủ tướng Sunak. Sau nửa năm cầm quyền, đây sẽ là những lực đẩy tích cực để ông giành lại niềm tin của cử tri trong cuộc bầu cử địa phương vào tháng 5 sắp tới cũng như cuộc tổng tuyển cử vào năm sau là nền kinh tế lớn thứ 6 thế giới với thị trường gần 70 triệu dân, thuộc nhóm nước dẫn đầu toàn cầu về xuất khẩu dịch vụ tài chính ngân hàng và đầu tư. Việc anh tham gia CPTPP được kỳ vọng mở ra tiềm năng hợp tác thương mại lớn cho các thành viên và đưa CPTPP trở thành hiệp định toàn cầu việc mở rộng cptpp với sự gia nhập của vương quốc anh sẽ giúp cptpp đa dạng hóa chuỗi cung ứng nội khối xóa bỏ các rào cản thương mại và thúc đẩy giao thương giữa các doanh nghiệp và vương quốc anh với các nước thành viên việc vương quốc anh gia nhập cptpp có thể đồng nghĩa với việc một số mặt hàng xuất khẩu sang vương quốc anh của các nước thành viên bao gồm việt nam vốn chưa được miễn giảm thuế dựa trên các hiệp định song phương trước đó sẽ được áp dụng mức thuế ưu đại hơn Vương quốc Anh là quốc gia châu Âu đầu tiên tham gia và cũng là thành viên mới đầu tiên kể từ khi CPTPP được thành lập. Điều đó đưa CPTPP từ một hiệp định Thái Bình Dương trở thành một hiệp định toàn cầu thực sự. Với tư cách là thành viên lớn thứ hai, sự gia nhập của Vương quốc Anh sẽ giúp tăng tổng GDP của khối từ 9.000 tỷ bảng Anh lên 11.000 tỷ bảng Anh và tạo cơ hội tiếp cận tốt hơn thị trường với 67 triệu người tiêu dùng trên khắp Vương quốc Anh là một trong những khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới, CPTPP hiện chiếm 13% GDP toàn cầu vào năm 2022. Con số này sẽ tăng lên 15% khi Vương quốc Anh gia nhập hiệp định và bổ sung giá trị thương mại đáng kể cho khu vực thương mại tự do khổng lồ này. Có thể nói là sự kiện này không chỉ mang lại lợi ích cho nước Anh, mà có thể nói đây là bước đi cùng thắng đối với hiệp định CPTPP và các thành viên tham gia hiệp định đến đây bản tin trong nước và quốc tế của đài phát thanh truyền hình thái nguyên xin khép lại cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi